Robot Coding, bộ chương trình có sự phối kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, giúp khơi gợi niềm cảm hứng đam mê công nghệ của trẻ, rèn luyện phẩm chất của những nhà sáng chế tương lai. Để các bạn nhỏ có thể tiếp xúc và làm quen với khoa học máy tính và việc lập trình, STEAM Garden đã đưa Robot Coding vào chương trình học chính khóa của các con. Hàng tuần, các con sẽ được thực hành Robot Coding tại phòng STEM. Đây là nơi các bạn nhỏ sẽ có cơ hội được tiếp xúc và trải nghiệm những công nghệ tiên tiến mới mẻ nhất trên thế giới. Các con sẽ được lập trình qua các thẻ lệnh để có thể điều khiển được bạn robot Albert di chuyển theo ý muốn và giải những bài toán phức tạp. Cũng trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội thực hành qua các bài tập trực quan, sinh động, thậm chí không cần sử dụng đến máy tính, robot mà vẫn có thể hiểu về các khái niệm khoa học một cách dễ dàng nhất. Tất cả kiến thức lập trình phức tạp được thầy cô biến hóa thành những trò chơi, thử thách hấp dẫn và rất thú vị đúng theo nguyên tắc chơi mà học của các bạn nhỏ lứa tuổi mầm non. Vì thế mà những khái niệm phức tạp như lập trình tuần tự, vòng lặp, lập trình có điều kiện, mã hóa và các thuật toán lại được các bạn nhỏ thực hiện một cách dễ dàng. Các bài toán đều yêu cầu các bạn phải động não suy nghĩ để tìm ra lời giải dễ hiểu, tối ưu nhất, luyện tập khả năng phân tích vấn đề và phản biện. Giờ học lập trình ở hệ thống STEAMI còn giúp các bạn nhỏ ôn luyện và củng cố lại những khái niệm toán học như số đếm, khả năng thêm bớt, sắp xếp thứ tự logic, các biểu tượng về không gian. Bên cạnh đó, các bạn nhỏ còn được ôn luyện kỹ năng nghe, phát âm tiếng Anh qua các thẻ lệnh cùng bạn robot Albert. Còn ngoài kiến thức ra thì các con có thể học được rất nhiều các cái kỹ năng về vận hành các cái robot cũng như là các cái lập trình các cái đường tư duy logic của robot. Con rất là hào hứng và thậm chí là con còn mày mò các cái đồ chơi ở nhà xem là cái đồ chơi đấy có làm được như robot ở trường hay không. Với việc trực tiếp tham gia lập trình cho những chú robot dễ thương, chương trình học còn mang đến cho các bạn nhỏ kiến thức xã hội và kỹ năng mềm thiết yếu, khơi gợi và xây dựng trí thông minh sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng những nhân lực chất lượng cho nền công nghệ thông tin ngay từ khi trẻ còn nhỏ. STEAM Garden luôn nỗ lực tối đa giúp trẻ để phát triển năng lực bản thân và bồi đắp niềm đam mê học tập suốt đời. STEAM Garden, chơi thông minh, học vui vẻ.